Đây là bài phóng thanh hiện xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ. Giới thiệu về ngày hội Internet, bà con và các bạn thân mến. Vào ngày 22 tháng 7 tới đây sẽ tổ chức ngày hội Internet tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do Quỹ Bill và Media Guild tài trợ. Đến với ngày hội này, bà con và các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và Internet miễn phí. Từ đó bà con có thể tham gia thấy rõ Internet mang lại những lợi ích thiết thực như thế nào cho hoạt động sản xuất cũng như cuộc sống hàng ngày của bà con. Trong thời đại ngày nay, các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng phát triển, trong đó phát triển mạnh mẽ nhất là kể đến Internet. Với những ưu thế vượt trội, Internet từ khi ra đời đến nay luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, bắt đầu đến mọi mặt, mọi lĩnh vực trong đời sống. Đối với bà con nông dân thì sử dụng Internet sẽ giúp cho bà con tiếp cận với các kho tàng kiến thức khổng lồ của nhân loại, trong đó rất nhiều thông tin hữu ích cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Thông qua mạng Internet, người nông dân có thể tìm hiểu các chế độ chính sách của nhà nước về phát triển nông nghiệp nông thôn, tìm kiếm các kiến thức về chăn nuôi trồng trọt, có tiến bộ kỹ thuật mới áp dụng vào sản xuất, có thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm, thông tin về lao động việc làm, thông tin về các địa chỉ cung cấp giống và các vật tư sản xuất. Internet còn là diễn đàn để nông dân trao đổi kinh nghiệm đồng áng với nhau, thậm chí là bán hàng qua mạng. Không chỉ có các thông tin phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, Internet